Hey yo và hello, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín ở The Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ quay một series mới về game Mini World, đó là series Mini World sinh tồn núi lửa nha mọi người. Thì trong vài ngày trước đó mình có phá đảo livestream, phá đảo game đánh bại được em boss núi lửa trong cái phiên bản mới này rồi đó mọi người. Nên bây giờ mình sẽ làm một cái series mới. Thì đây là series Mini World sinh tồn núi lửa nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ ra video chứ rảnh rảnh thì mình sẽ livestream cho mọi người nữa, chứ không có livestream hàng ngày nữa nha mọi người. Thì ok, mình sẽ ra video vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Mọi người nhớ đón xem vào lúc đó nha. Ok, và nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ livestream vào lúc 6 giờ tối hàng ngày nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì để bây giờ mình sẽ bật qua cái màn hình này. Mình bấm nhầm nút gì luôn rồi. Bây giờ bên này có, bên cạnh này có một cái rừng mưa luôn nè mọi người. Để bây giờ mình qua đó mình khám phá. Để bây giờ mình mang mấy cái bộ đồ này vô nha mọi người. Đại rồi, xui quê dưới đây có em quái nè. Từ để mình phải đập mấy cây gỗ này ra đã. Đại rồi, mình thì game này bắt đầu mình phải mình nghe có tiếng chim hót, là hình như gần ở đây có một cái chỗ gọi là đảo bay đó mọi người. Ok, bên này có rừng mưa, là không biết ở trong này có cái gì ta. Nhưng mà mình không thấy cái rìu ta, không có cái rìu à. Mình tưởng người ta cho mình cái rìu sẵn luôn chứ. Thì trong phiên bản mới này á, thì cái cây này chặt hơi bị khó, hơi bị lâu luôn. Nó có mấy cái hình như đầu tiên mình phải đi đập đá nữa mọi người, để mình chế tạo đồ. Đây, mình sẽ đập mấy cục đá này mọi người, chứ không có đầu tiên mình phải đi đập mấy cục đá này nữa, để mình lấy mấy viên đá để mình chế tạo cái thứ đó mọi người. Ê trời ơi, ui lắc. Ê trời ơi, lượm được rồi, cái cục đá đầu tiên rồi. Đây nữa, và mình sẽ lấy lá cây này luôn để mình ra cái đây mấy cái que đó mọi người. Đây rồi, mấy cái khối nhỏ. Và tiếp theo là mình sẽ chế tạo một cây rìu. Còn thiếu mấy một vài cái lá cây nữa mọi người. Mình sẽ đổi ra luôn. Ui, ai đánh mình vậy? Ui giời ơi, mình chưa có cái gì hết mà em này đã đánh mình rồi. Em nhện với chúng tôi. Hay gì, mình sẽ chế tạo một cây cây rìu nè, chế tạo một cây cúp đi. Rồi mình chế tạo một cây cúp. Đây. Rồi sau đó mình sẽ đi chặt gỗ đúng không? Ấy giời ơi, đâu? Ai qua bên này chặt gỗ luôn. Mình sẽ mình thường mình chặt cái gỗ cây ăn quả này mọi người, để cho nó đẹp đó mọi người. Đây, chặt gỗ cây ăn quả này luôn. Mình sẽ chế tạo ra lốc gỗ để hoàn thành nhiệm vụ. Ủa phải không? Phải cái nhiệm vụ đó là chế tạo thành lốc gỗ không? Thì ra là mình đặt cái gỗ, cục gỗ, lốc gỗ này xuống. Để bây giờ mình chặt hết cây này luôn đã mọi người. Ok, có được cái trái kia luôn rồi. Đây rồi, và đặt cái này nữa. Ok, và hiện tại thì mình sẽ đi lượm thêm vài cục đá đi, bởi vì mình cũng hết đá rồi mọi người. Đây, mình sẽ đi lượm vài, đi vòng vòng lượm vài cục đá và đi tìm mấy cái bông hoa đó mọi người. Hình như cái cục đá này đào bằng cái cúp hay sao á, để mình set đồ lại đó mọi người. Thì đầu tiên nó sẽ cho mình cái này nè mọi người. Cái này là một cái quyển truyện hay quyển gì đó. Khi mình bấm vô nó chuyển trang, hình như đây là quyển truyện hay gì đó mọi người, cũng chả hiểu nữa. Từ để mình set lại đồ đã. 3, 4, 5, ok. Và bây giờ mình sẽ thu thập ít mấy cục đá đã. Đây, một vài cục đá thôi, đập bằng cái cúp đá cho nhanh. Ok, và bây giờ mình sẽ tìm mấy bông hoa này nè, để mình ở dưới đây có một cái hang nữa sao á. Lấy mấy bông hoa này mọi người, để mình đây là mấy cái cũng cái này gọi là cái gì ta, mình quên tên, tự nhiên mình quên tên nó rồi. Cái len nữa ta, mình không biết cái, mình quên cái này gọi là cái gì nữa, tự nhiên mình trời quên mất tiêu luôn rồi. Cái này là cái bông hay cái gì á, quên tên cái này mất tiêu rồi. Thì cái đó chế tạo ra mới chế tạo ra được giường nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi theo hướng này đi. Ở bên đây có mấy cái rừng mưa này, nhưng mà bây giờ mình chưa vô rừng mưa vội đó mọi người, bởi vì trong rừng mưa có em quái vật khá là mạnh, nên từ từ mình vô để khi nào mình có đầy đủ các thứ. Cái kia phải cái đền thờ không ta? Ui, phải cái đền thờ không? Từ để mình vô mình nghĩ phải đây cái đền thờ không mọi người. Uê, xịn xò, cái đền thờ không? Ui, cái đền thờ kìa mọi người. Uê, ở đây khối titan này nhưng mà mình chưa đập được. Nhưng mà cái này không có cái, không có cái kia, không có cái đầu để mình chịu hồi em boss. Ôi giời ơi, tưởng có cái đầu thì xịn xò con bò liền, nhưng mà không có cái đầu mọi người, khá là buồn. Thôi mình để né cái này ra một xíu nữa mọi người. Ok, né cái đường này ra một xíu đã. Rồi, đi theo hướng này đi. Mình sẽ lượm thêm vài cái bông nữa. Đây, để mình chế tạo cái giường cho mình nha mọi người. Hình như là 5 bông này đủ, mình được 4 bông rồi. Và thêm cái bông này nữa. Trời cũng sắp bắt đầu tối rồi đó, trời bắt đầu trở tối rồi đó, nên mình phải tranh thủ thôi.
Ok, đập mấy cái này luôn, hy vọng ra đồ ngon ngon. Mình sẽ đi vòng vòng tìm một cái vị trí thuận lợi. Ok, kìa, mình chưa gì mình đã kiệt sức không rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo cái giường trước đi. Đây, mình sẽ đập cục đá trước đã mọi người. Mình đập cục đá để mình kiếm ít đá để nhiệm vụ cần mình phải có đá nè. Bây giờ mình đập cục đá ra đã. Rồi và mình sẽ chế tạo một cây búa đá. Cái này này thì phiên bản này sẽ không có bàn chế tạo nha mọi người, thì thay vì đó nó sẽ có những cái búa đá này để chế tạo đồ. Và bên đây có một chỗ khá là đẹp luôn này. Đây thì cái búa đá này sẽ thay thế được bằng bằng bàn chế tạo đó mọi người, thì mình có thể đem theo mấy cái búa này trên người luôn. Búa đá thì sẽ cho chúng ta những cái công thức khởi đầu hay sao á. Để mình coi thử có công thức gì đây. Sẽ cho chúng ta chế tạo vũ khí này. Cái này là cái gì, cái miếng giấy gì đó, khó, nói chung là khá nhiều thứ. Và đến bây giờ trước hết thì mình phải bao nhiêu giờ rồi ta, 17:51 rồi. Bây giờ mình sẽ mình chế tạo cái giường chứ ta. Hình như mình chưa chế tạo cái giường à, hình như phải có cây búa đá mình mới chế tạo được cái giường hay sao á, phải không ta? Hay là mình thiếu lóc gỗ? Cái giường cần gì, cái giường cần gì à? Thiếu que hèn chi. Ok, nhưng mà mình thiếu gỗ rồi. Mình chặt một vài cái cây đã. Rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đi ngủ, đi ngủ lẹ, đi ngủ lẹ. Ủa không, em mấy em quay hoặc đánh mình nữa. Sợ lắm, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Ok. Và để bây giờ mình ngủ dậy rồi thì mình chặt cái giường ra một tí. Và phiên bản này á thì chúng ta ngủ sẽ được hồi sức lực đó mọi người, khá là xịn luôn. Nên bây giờ chúng ta còn phải ngủ nhiều để thay chúng ta có thể không ăn, mà chúng ta chỉ cần ngủ thôi là có thể gọi là full cây thức ăn các thứ, full cây thể lực đó mọi người, rất là xịn sò con bò luôn. Và để bây giờ mình chặt hết bớt ra. Rồi, ui và gãy luôn rồi. Ê, ui, ui, em sói với em bò đang cắn nhau. Ui, ui. Ui giời ơi, khá là loạn đó mọi người. Ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi. À, mấy em này hú lên là mấy em này sẽ ăn thịt mấy con quái vật xung quanh hay sao á. Ui, xịn thật sự, xịn thật sự. Rồi mình sẽ đi lượm thịt xung quanh nha. Ôi, mà chỉ đi gom thịt thôi mọi người. Ai rồi, đi gom thịt thôi, đi gom thịt thôi. Ui, có được khá là nhiều thịt luôn á. Đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa. Ở chuẩn bị chơi em thịt heo này ra nha. Đó, hai được hai cục thịt heo luôn. Nhưng mà mấy em sói này không cắn mình, nhưng mà người chỉ cắn mình là động vật thôi. Và còn thịt không? Quầy. Quầy em kia đang đánh em bò kìa, từ từ mình sẽ xem thử anh dân làng là bán gì nha mọi người. Quầy, bán một cái kiếm năng lượng kìa. Xịn thế. Xịn 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 xịn. Đó, bây giờ mình thu thập hết mấy cái sao rồi đã. Ui, kiếm cũng được nhiều thành tựu đó mọi người, được 7 sao luôn. Wow, khá là xịn sò con bò luôn. Và bây giờ mình sẽ để mình tìm một cái vị trí nào xây nhà nó gọi là đẹp đẹp tí xíu nha mọi người. Cái khu này thì không có đẹp lắm. Mình sẽ ui, ở đây có cái hồ này. Hay là mình xây chỗ này ta, mình xây sẽ hướng ra bên phía bên kia, phía bên rừng. Nhưng mà cái bên này hơi chật đó mọi người, sau này mình xây không có được nhiều. Nhưng mà cái này được bọc bởi rừng mưa luôn. Mình đang nghĩ xem. Để mình đi thêm một vòng nữa đi, kiếm cái chỗ nào thật là xịn vào để mình chế tạo một cây rìu nữa đã mọi người. Đây, để mình chế tạo một cây rìu luôn đã. Rồi mình sẽ chặt thêm mấy cái bông nữa đi, có khi về sau mình cần mình sử dụng luôn. Và chút nữa mình tí mình tìm cái thấy cái hang này thì mình đi mai tí xíu là mọi người. Trong tập đầu thì mình nghĩ mình sẽ nên đi mình nên đi mai một tí xíu đi để kiếm đồ dụng cụ cái thứ đó mọi người. Xung quanh này có gì không ta? Ôi, ở đây có thêm một cái đồ để dịch chuyển nè, rất là xịn sò luôn. Ủa, anh kia có đảo bay nữa kìa, hay thật sự. Hay là mình xây gần đây luôn ta, hay là mình xây gần cái khu này luôn mọi người. Trong chỗ này cũng khá là xịn đó, nhưng mà mình cần tìm chỗ nào để xây hợp lý hơn. Chắc là ở đây cũng hợp lý rồi đó mọi người. Chắc tập trong tập đầu mình chưa cần tìm nơi xây nhà đâu, trong thời gian diễn tập đó, mình sẽ cố tìm chỗ để hợp lý để xây nhà hơn. Còn bây giờ chắc mình đi mai một tí xíu đi mọi người, bởi vì mình cũng cần đồ đó mọi người. Đi mai rồi chế tạo than cái thứ, chế tạo lò nung nè, nó cần đòi hỏi là lò nung kìa. Hoàn thành một vài cái nhiệm vụ luôn. Cái chỗ này cũng thấy cũng hợp lý nè. Đấy, cái chỗ này gần cái hồ này mình sẽ xây ở bên đây. Mình sẽ rào một cái gọi là một vài cái thứ ở xung quanh hồ. Mình sẽ đi tìm cái hang lúc nãy cho ta, mình thấy có một cái hang lúc nãy mà ta. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái hang chỗ này nè mọi người. Mình cần lấy thêm một ít gỗ nữa đi. Đây, mình cần lấy thêm một ít gỗ nữa. Ok. Đây nữa, đây nữa. Ok, và thêm vài cái bột này nè, cái rơm này để mình xuống hang thì mình cứ chế tạo đuốc đó mọi người. Bây giờ thì đuốc sẽ thay được chế tạo bằng cái này nè mọi người, cái lúa này,
đó, với đồ cỏ khô, đúng rồi, cỏ khô với than, đúng, với cây cây gậy chứ không phải là bằng than nữa, đó, khá là hợp lý luôn. Và để bây giờ mình lấy thêm một ít cỏ khô nữa đã. Rồi, à, các em quái vật này, quái vật. Ok, mấy em này rồi đánh với mình, sai lầm tụi trẻ rồi mấy em ơi. Đây nữa, em này nữa. Ở phía trong chả có cái gì luôn mọi người, tưởng ở phía trong có than hay có hang thì chưa, mà bên trong chả có cái gì hết, khá là buồn luôn. Wow, và bây giờ mình sẽ tìm thấy một cái hang rồi này mọi người, để bây giờ mình vô trong luôn, mình vô trong. Hy vọng có những cái thứ gọi là có nhiều khoáng sản cho mình nha mọi người, để mình còn sử dụng trong nhiều tập sau nữa. Ôi giờ từ 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 để bây giờ mình sẽ chế tạo một cái từ để bây giờ mình ra ngoài mình chế tạo cho mình một cái búa đã. À, một cái vũ khí nào đó có thể chống lại những em quái vật này. Đây, cái này nè mọi người. Ok, cái này với cái này thì giờ ta có thể chống chọi một tí xíu. Thay bằng cái này ta, bánh mì đi. À, để mình xếp lại cái ba lô một xíu đây. Ai rồi. Với cái này thì chúng ta có thể giết mấy em này hơi dễ dàng lắm mọi người. Trời cũng sắp tối rồi, để bây giờ mình đánh bại mấy em này trước đi. Ôi nhưng mà cái này đem hơi ít đó mọi người. Đem khá là thấp luôn. Chỗ này có gì không? Từ có mấy em này. Này này này, ui em này có thể đá, ném xuyên cái này, ném xuyên này. Ui ui trời ơi, ui trời ơi, một cuộc tấn công khá là đau, khá là đẫm máu. Và trên này thì có than này, để bây giờ mình đào hết than trên này luôn. Thì mới vô thì mình cũng cần khá là nhiều khoáng sản đó mọi người. Trên này thì có gì không? Ở trên này là có than, than chỉ có than không mọi người. Không, chưa tìm thấy quặng đồng hay gì ấy. À, nãy mình cứ đi vòng vòng thì mình tìm được bờ ba cái quặng đồng rồi, khá là xịn sò con bò luôn. Và để bây giờ mình đào thêm một tí nữa đi, tìm ra được những loại quặng mới thì mình sẽ nung chế tạo là nung và mình nung luôn lên luôn nha mọi người. Còn bây giờ thì mình cứ đào đào mấy cái quặng này trước đi, đào được quặng gì thì mình sẽ đào. Và bây giờ mình sẽ bao nhiêu giờ rồi ta? Bây giờ là 17:43 thì mình sẽ đợi một tí nữa mình đi ngủ đây mọi người, để nó hồi thanh năng lượng cho mình. Ở trên này thì có gì trên này không? Ơi lại là than không. Bây giờ mình sẽ đào hết mấy cục than này luôn. Mới xô thì cái gì cũng cần thiết hết cho mình hết mọi người. Em sẽ đào hết luôn. Lại là than nữa. Rồi 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 rồi, và bây giờ mình sẽ đủ xô chưa? Mình sẽ đi ngủ tí xíu đi. Rồi đi ngủ để hồi năng lượng luôn mọi người. Rồi mình sẽ đi ngủ một tí xíu thôi. Và bây giờ mình sẽ dạy chế tạo thêm một vài cái đuốc nữa đi. Hiện tại mình cũng hết đuốc rồi đó mọi người. Và cắm lên. Ở này thì chỉ có than thôi. Sao không có gọi là không có gọi là không có mấy cái cục quặng đồng hay quặng gì cho mình là mình kiếm thêm đó mọi người. Để mình bật F5 này thử. Ui, ở dưới này thì cũng có nhiều nè mọi người, có nhiều hang nè. Đây mình sẽ đào đi, đào thẳng xuống dưới nha mọi người. Từ từ mình sẽ lấy cái rương này đi. Hình như mình còn có 11 rồi. Để mình chế tạo thêm một ít cái đuốc nữa đi. Ui, cái đuốc này có thể chế tạo bằng lá cây nữa cơ à. Xịn thế nhờ. Giờ mình mới biết luôn đó mọi người. Và để bây giờ mình đi đào xuống phía bên này một tí xíu. À rồi. Hy vọng tìm được thật là nhiều khoáng sản trong mới trong tập đầu tiên nha mọi người. Ui giời ơi, đây rồi mọi người. À, ở đây có đồng nè. Đây, đây là những quặng đồng nha mọi người. Đó, bây giờ chúng ta có bao nhiêu quặng đồng đấy? Được 4 quặng à? 5 quặng, 5 quặng. Hiện tại mình có được 8 đồng nha mọi người. Ở trên này cũng có đồng nữa nè. Và mình có nên chế tạo, mình sẽ chế tạo đi. Mình sẽ chế tạo một cái mình sẽ đựng để ở đây đi, để cái lò nung. Mình sẽ chế tạo cái mình sẽ chế tạo cái lò nung nha mọi người. Cái lò nung thì cái lò nung cần gì? À, cái lò nung hình như cần thêm đất. Ở trên này có đất này, may quá may quá, ở ở này có đất luôn. Mình khỏi phải cần đi lên đó mọi người. Xịn thật sự. Nghe tiếng quái vật ở đây rồi. Hèn chi mình cứ nghe tiếng quái vật xung quanh này. Ui em này cầm kiếm luôn à. Ui xịn thật sự, nhưng mà em này không ra kiếm cho mình. Ở bên kia có đồng nữa kìa. Để mình đào thêm mấy cục đất ở đây đi, để mình chế tạo cái lò nung đó mọi người. Hình như cần 4 đất. Rồi mình đập bằng tay đi. Giờ mình chế tạo nó thì tốn lắm. Đập bằng tay đi. Đây rồi. Cái này nữa. Ok. Và mình sẽ chế tạo một cái lò nung. Đây, cái lò nung bằng bằng đá nha mọi người. Thì mình sẽ bỏ cái đây. Đặt ở đây đi, đặt ở đây đi. Đừng lên hướng này nha. Mình nhớ chỗ đó là được rồi. Và đặt đồng lên và đặt than lên. Rồi rồi, mình sẽ cho nó nung một tí xíu.
Đi qua bên đây thì mình sẽ đào ít đồng bên này luôn. Để rồi, theo quặng đồng rồi. Nó đòi mình là đào quặng than thì phải không? Than ở đây xung quanh đây còn không? Cái nhiệm vụ kêu mình đào than kìa. Đây rồi, có than ở đây luôn. Than của mày nè. Và bây giờ mình sẽ chỉ cần nung đồng nữa thôi đúng không? Rồi, mình sẽ đi theo cái nhiệm vụ đó mọi người, để mình kiếm nhiều sao đó mọi người. Làm theo nhiệm vụ thì cũng khá là được khá là nhiều sao cho mình luôn. Cũng gọi là một việc lợi đó mọi người. Nếu mọi người chơi gọi là chơi nhiều người á, thì cái nhiệm vụ không quan trọng. Nhưng mà mọi người chơi đơn á, thì cái nhiệm vụ khá là có lợi cho mình luôn. Bởi vì cái đó sẽ cho mình rất là nhiều đồ và nhiều sao. Mình khỏi cần phải đi đánh quá nhiều đó mọi người. Ok, và để bây giờ mình đào hết cái quặng đồng này ra một xíu. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ nghiến ở bên này hết đường luôn rồi. Thì trong cái bản mới này á, mọi người, chúng ta sẽ không có bị bỏ cái bàn chế tạo, bị xóa cái bàn chế tạo đi đó mọi người. Nhưng mà thay vào đó chúng ta sẽ có cái búa và gọi là cái bàn đó mọi người. Đâu, mình sẽ cho mọi người xem cái bàn. Đây, đây chính là cái bàn nha mọi người. Cái bàn này thì sẽ giúp chúng ta thay thế bàn chế tạo đó mọi người. Nhưng mà mình thấy cái bàn này không có... Cái bàn này nếu mọi người chơi sinh tồn gọi là thông minh nhất á, thì mọi người chỉ nên chế cái bàn khi mọi người có Titan. Bởi vì cái bàn đó là bàn cuối sẽ có đầy đủ tất cả các chức năng. Chứ mọi người đừng nên chế tạo một cái bàn gọi là bàn sắt hay bàn đồng hay bàn gì đó mọi người. Mọi người chỉ nên chế tạo cái búa thôi. Chứ cái sắt, mấy cái bàn thì mọi người không nên chế tạo. Để bây giờ mình bỏ thêm này vô đã. Và đó, bây giờ chúng ta sẽ cần thêm một cái lò nung đồng. Nhưng mà bây giờ mình chưa thấy sắt nữa. Mình sẽ nên chế tạo một cái. Mình sẽ chế tạo một cái cúp đồng đi. Bởi vì cái cúp đá của mình cũng sắp to rồi đó mọi người. Và mình sẽ đi theo hướng này. Quay ở bên kia có em một mắt nữa kìa. Bây giờ mình sẽ cẩn thận nha. Em một mắt nè. Ui giỡn, gì mất hồn. Thì mình mới lò đầu ra em này để đánh mình rồi. Này thì đánh với chúng tôi. Mình mới vừa lò đầu ra đã đánh mình tơi bời rồi. Bên này sẽ có gì chúng tôi đây? Ui, bên này là cái gì đó mọi người? Ui, cái hang này cũng khá là xấu nha. Từ từ, mình sẽ đào từng cái trước đã mọi người. Từ, ở đây có đồng này, chúng ta sẽ đào đồng trước đi. Rồi. Ui, em giải nhân khi mình chưa làm gì mình mới thò mặt ra nó để ném hay đầu mình rồi, đau thật sự. Rồi bây giờ mình đào hết cái đồng này ra một tí xíu đã. Và đập cái khung này để luôn. Ok, mình sẽ đánh em giải nhân này luôn nha mọi người. Em lại đứng đây thì mình em giải nhân. Ui giời ơi. Ok kìa. Sao mình triệu hồi lên đây rồi? Tự nhiên mình nhảy trèo lên đây mất tiêu rồi. Ơ kìa. Nó bị lắc à, sao tự nhiên mình nhảy lên đây luôn rồi? Ơ kìa. Lắc thật sự luôn. Ok, mình sẽ bỏ thêm đồng ở đây. Mình đang đánh em giải nhân mà trời. Chưa gì để mình đã bị văng lên trên rồi nó bị lắc hay sao đó mọi người. Và đánh em giải nhân luôn. Đây rồi, ok, lên 8 sao luôn. Và ở đây có thêm một em giải nhân đây nữa. Giải nhân cầm chùy. Mình chưa tìm thấy sắt đâu luôn. Ở đây sẽ có gì đây? Là có thêm đồng phải không? Có thêm đồng nè. Đây rồi, và bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một vài cái đuốc nữa đi. Mình hết đuốc luôn rồi. Chúng ta thiếu thêm gậy nữa. Hoặc là nhiều gậy vào. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cái gọi là một cái vũ khí để chống lại bọn quái vật nha mọi người. Tự để mình đi né em này ra một tí xíu để mình sắp hết máu luôn rồi. Xong mình ăn cái hạt giống này đi. Ăn cái trái cây này để mình hồi lại máu nha mọi người. Đó, thì cái trái cây này chúng ta sẽ không tăng độ đó nữa, nhưng mà chúng ta sẽ thay vào đó chúng ta sẽ gọi là tăng hồi lại máu cho mình nha mọi người. Bây giờ mình chế tạo một cây giáo đồng đi. Cây giáo đồng nghe nói là nó thay thế cây giáo hoàng vàng đó mọi người, không biết cây nó như này như thế nào. Để mình xem nó thử nó mạnh không nha mọi người. Để qua đánh em này. Này, ui 23 đam, quá là nhiều đó mọi người. Uầy, xịn thật sự. Để bây giờ mình sẽ trong này nung hết đồng chưa? Cũng khá là đồng đó mọi người, được 28 cục đồng. Để bây giờ mình sẽ tiến thêm sâu thêm phía dưới nha mọi người. Hy vọng tìm ra được những nhiều loại khoáng sản hơn. Uầy, ở trên này có khá là nhiều quái vật luôn. Để giờ mình đánh em lại trước đã. Ok mọi người, thì nãy giờ mình cũng đi được gọi là được khá là nhiều luôn. Nhưng mà
mà mình chả thấy được gọi là thêm mấy cái quặng nào mới, toàn là thấy đồng không. Muốn tìm thấy đồng thì mình phải cần xuống sâu bên phía dưới nữa mọi người. Nhưng mà bây giờ thì thời gian cũng có hạn đâu mọi người, nên mình chắc bây giờ mình xuống tới như vậy là được rồi. Kiếm trong tập đầu tiên thì mình tìm được bao nhiêu đồ như vậy cũng đã ổn rồi. Ở bên dưới kia còn khá là nhiều đồ luôn kìa, đỏ bên dưới kia nữa kìa, còn khá là nhiều, khá là sâu luôn. Nhưng mà trong vài bữa nữa khi nào mình cần thì mình sẽ update đi xuống theo phía bên phía dưới luôn. Còn bây giờ thì trong tập này mình đã kiếm được 37 cục sắt cũng hoạt động quặng đồng luôn mọi người. Còn ok, chẳng mới mới tập đầu như vậy cũng đã khá là ổn áp, xịn sờ con bò cái thứ rồi. Và chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập đoàn tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy series này hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like và một chia sẻ, và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Và để gọi là tạo động lực để mình tiếp tục làm series này thêm đó mọi người. Ok, và bây giờ tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.